Cái tâm mà trộm cắp là phải đoạn trừ. Vì tâm trộm cắp là tâm nghèo nàn, phải đoạn trừ cái tâm này. Nhớ, người ta có mình mừng, mình không có phải nhớ là hoan hỷ. Người ta có mình mừng đó là phước duyên, mình không có hoan hỷ là tiêu nghiệp. Người ta có mà mình chăm thọc, mình không có, mình mong người ta không có, vậy thì phước duyên tiêu, nghèo nàn đời đời kiếp kiếp. Có cái tâm này nữa đó. Có khi thấy người ta có mà tức mình, ủa sao kỳ vậy thầy, sao bả có mà con không có, kỳ vậy thầy. Thôi ơi, bả có cô không có đó là duyên phước của cô chứ hỏi thầy làm gì, đúng không? Nó có là có, không có là không có, không có, không có quan trọng suy nghĩ vô đó, hay không? Nó, nên những đức coi câu chuyện cổ tích á, chung vàng hay chung gắn, quý vị coi hai gia đình này nghèo vô cùng mà có tâm bố thí. Trong nhà gạo còn chút xíu là vậy mà có một bà già mà giống như là Phật Bồ Tát hiện thân đến thử. Vậy mà hốt một lon gạo ra để mà tặng. Đem ra thì bà lão biến mất tiêu. Hai chồng hiền lắm mà nghèo. Có mảnh đất nhỏ trồng trọt sống qua ngày mà vợ chồng thì hạnh phúc. Vậy mà đào đất lên, vậy mà trong miếng đất nó có hũ vàng. Xong người chồng lấy đất đắp lại, nói vàng này ở ngoài chờ chứ không phải của trong nhà mình. Đắp lại, chừng nào vàng này trong nhà mình mới vàng của mình. Xong cái hai thằng ăn trộm nó nghe được, nó ra ngoài đất á, nó đào lên nó lấy vàng. Nó lấy vàng nó mở ra là rắn. Nó nói cái thằng này mày hại tao, tao đem rắn dưới cửa nhà mà cho bò vô cắn hay chồng tôi chết phước cho rồi. Cái nó đem cái hũ này đem lại trước cửa nhà nó để. Nó đem trước cửa nhà để cái hai vợ chồng mở ra, vàng. Vợ quá mừng rồi, chồng nói không được lấy. Vàng này ngoài sang không phải trong nhà mình. Ngoài sang là không phải của mình. Chừng nào vàng này vô nhà mình mới là của mình. Cái đầu hai người ăn trộm lấy nữa, đem về mở ra gán. Cuối cùng tức quá, trời ơi mày gạt tao hai lần. Tao đem vô tới trong đít sàn nhà mày, giường ngủ của vợ mày, để cho con gắn nó cắn hai vợ chồng mày chết phước cho rồi đi. Cái nó đem vô trong dưới sàn mà gọi là ở dưới đít giường để mà để. Rồi hai vợ chồng này mở ra thì toàn bộ là vàng. Phước của người ta là của người ta, mình không có phước làm sao mà lấy. Đây là câu chuyện cổ tích mà nó có ý nghĩa vô cùng. Con người mà hiểu được nguyên lý này thì tâm bình khí hòa. Ai mà đi cầu cảnh, ai mà đi mà cái chuyện mà chúng ta đi bòn mót, hoặc là mình mà có cái tâm tham chấp của người ta làm chi ạ? Đó, nên từ nơi đó nghe đạo gì rồi cái tâm tham nó giảm tối đa. Thật sự mà nói, nếu những đức kể về cuộc đời những đức thì thôi, nó tham từ khi 6 tuổi tới giờ. Đời này á nha, bằng nhiều đời nhiều kiếp thì dữ dằn. Tham đừng có nói. Vậy mà vô trong đạo niệm Phật và tu này viết vậy nó mà viết từ từ nó nhẹ tối đa luôn. Giờ nhẹ quá nhiều luôn quý vị. Mà khi mà nhẹ với cái sự mà tham vật chất và danh, tức khắc con người an tâm liền quý vị. An tâm liền, đây là hạnh phúc lớn nhất. Nên rất là mong quý Phật tử tu hành làm sao mà trong tâm mình nó nhẹ nhàng về vật chất đi. Thà mà gia đình của mình nó hạnh phúc, dạy con đàng hoàng, còn hơn á là mình giàu mà nó không có được hạnh phúc, hiểu không? Nên những đức thường nhắc á, đại chúng á, vợ chồng còn trẻ đừng có đi làm mà ông đầu này bà đầu nọ nghe chưa. Thà làm cái gì ít ít tiền mà vợ chồng làm gần gần nha. Có khi làm xa nhau có được tiền mà có khi chồng có vợ nhỏ, vợ có chồng khác á, lấy thằng khác á. Nhớ mấy ông nhớ đàn bà ngộ lắm, nhẹ dạ lắm. Ồ nhẹ dạ lắm. Mình mà xa nó lâu lâu mà nó mà gặp thằng nào mà nói chuyện ngọt ngọt mà chim mồi dễ lụm mồi lắm, kỳ cục lắm á. Ờ nên mấy ông nhớ thà làm ít tiền mà vợ chồng làm gặn nhau. Đây là bộ túc tình cảm sanh hạnh phúc. Hôm qua những đức gặp cái chú này,
ổng làm hồ. Hai vợ chồng viết Phật pháp thường đi đến đây nghe lớp đệ tử quy. Có hai đứa gái to con. Xong nói chuyện với ổng, ổng nói hai đứa gái lớn gì chứ mẹ nó phải bỏ thời gian đưa tới đưa lui đi học thầy ấy. Bây giờ xã hội buông ra ngán lắm. Những đức nói cái đó cũng là chỉ một phần nào thôi. Cái quan trọng nhất là chỉ dạy cho nó biết giữ mình nó mới là đặc biệt không? Đúng không? Ông phải vạch rõ cho nó nghe, ông chỉ dạy nó đi. Con người á, nó biết giữ mình á, thì dù bỏ đâu nó cũng không hư. Mà con người mà nó không biết giữ mình, mình giữ giùm nó giữ không được không ơi? Ông giữ đầu này nó chui đầu nọ. Ông giữ cửa trước nó lọt cửa sau. Ông chặn cửa sau nó chạy cửa trước. Ông chặn hai cửa nó leo hàng rào. Trời ơi, cái kiểu này nó đâu có giữ nó đâu. Nên mình phải vạch cho nó nghe định luật nhân quả. Khi con người hiểu rồi, tức khắc thì khỏi cần chặn, nó cũng giữ được nó nữa. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình thương con là cho con một cái nền đạo đức, cho con một cái nền giáo dục đó quý vị à. Đây là cái hay lắm. Nhưng nhớ vợ chồng còn trẻ, đừng có đi làm xa. Kiếm tiền gì nhiều chi mà vợ chồng tan nát. Đúng không? Ở gần gần với nhau thôi. Buôn bán nhỏ thôi. Để hàng rong mà vợ nói chồng cười, chồng cười vợ nói. Vậy mà nó còn hạnh phúc hơn là làm xa nhau. Mà về đem tiền rồi chồng đi có vợ nhỏ, vợ thì đi lấy người khác. Gia đình tan nát được cái gì quý vị? Thôi khỏi. Làm ít đừng có làm nhiều. Làm thời gian một ngày làm ít thôi, buổi chiều về sớm nấu cơm ăn đồ trong gia đình. Nó cứ rảnh rỗi hâm nóng gia đình hoài vậy đó. Đừng có xa lạ, đừng có để cho nó lạnh lẽo nghe không. Tuy làm ít nhưng mà cái lợi nhuận nhiều vì hạnh phúc có. Trời ơi, cái này là dạy thiệt chứ không phải thiệt, nó giả đâu. Chùa của mình có kinh doanh gì đâu mà cuộc sống nó ổn định quá trời luôn. Đây là do những đức bổ túc cái tâm nhiều hơn là bổ túc tiền bạc. Thế bị gì vì nghe những đức nói chuyện, có bao giờ những đức nói gì tiền bạc dòng do tâm quắc không? Không. Thì biết những đức là bổ túc cái tâm, nên những đức biết được là cái hạnh phúc và phước báo là do cái tâm thiện. Và con người sống phải có đạo nghĩa. Mình sống với vợ mình, dù vợ mình sau này nó đẻ con nó xấu xí, nó bị nám mặt mày, hay nó bị rụng răng, mình hãy nhớ ngày xưa mình cưới nó, mình thương nó, mà nó đẻ cho mình mấy đứa con nó cực quá. Mình nhớ cái nghĩa tình này, mình đâu có bỏ người ta được. Còn nếu như sống vì cái sắc đẹp thì khi nó rụng răng thì mình đâu có thương nữa. Nó nám mà mình không muốn hung nữa. Hiểu không? Nó già rồi thì mình không còn thương yêu. Đây là con người sống vì hình thức chứ không phải vì đạo nghĩa. Mà mình sống phải bổ túc cái đạo nghĩa con người quý vị à. Vợ chồng keo sơn gắn bó trăm năm hạnh phúc là do đạo nghĩa mà ra. Còn nếu không có đạo nghĩa thì rất dễ chia tay quý vị à. Đừng bao giờ mình làm chồng mà làm ra tiền thì hành hạ vợ. Đừng bao giờ mình làm vợ mà làm ra tiền mà coi thường chồng. Cái tâm này nó không có hạnh phúc. Mình đủ duyên mình làm ra tiền, đó là phước của mình. Mình phải tôn trọng vợ hoặc chồng. Vậy thì cái sự sống với nhau nó mới có đạo nghĩa. Chứ mình làm ra tiền mà mình dùng những lời xúc phạm người ta, như vậy là mất đạo nghĩa. Người ta không làm ra tiền mà ta ở nhà lo việc gia đình, mình làm ra tiền thì cái điều này lợi ích. Còn người ta ở nhà lo cho gia đình con cái là lợi ích của con cái. Từ nào đó bên nào cũng có công hết trơn á. Hiểu không? Thêm cái nữa, mình là đàn ông, mình lấy một người vợ người ta hiền hậu, mình đừng có bao giờ của cải gì mình cũng đứt tên. Mai mốt lỡ mình bỏ người ta cái mình cho người ta ra rìa, không cho người ta gì. Đàn ông cái gì nó hèn mọn lắm biết không? Hèn lắm. Nhớ đó à. Mình là đàn ông mới biết chia sẻ cho. Ngày xưa này, những đứa ở ngoài đời tuy là thanh niên chưa biết đạo nè, quen con nhỏ đó 3 năm cũng định cưới con nhỏ đó. Mình cũng mua vàng đồ để chuẩn bị mà cho nó đeo trước, từ từ sau này cưới luôn. Tại mình cũng đâu có cha mẹ gì đâu. Thì thôi mình quen nó, mình cũng định cưới nó, mua cho nó 1 chiếc lắc 3 chỉ đeo toàn ten. Sau này hết thương chia tay. Nó nói thôi bây giờ chia chiếc lắc này chia ra đôi, đứa 1 chỉ rưỡi. Nó thôi, em đến với tôi thấy em lỗ nhiều hơn tôi, thôi tặng em luôn á. Thằng này nghèo, nghèo rồi, thêm 1 chỉ rưỡi nó cũng nghèo. Đi kiếm cách khác để sống. Được rồi em, chúc em gặp điều may mắn. Thấy không? Trời ơi,
Nghèo mà còn dám chơi vậy mà. Mình bây giờ mình lấy người ta, người ta đẻ con cho mình, mới hổng gặp một cái cô đó. Cô nói rằng trời ơi thầy ơi, con lấy chồng sanh con, cuối cùng ly dị với con, ảnh đứng tên đất đai nhà cửa xe cộ, ảnh lấy hết trơn không cho con gì, đuổi con về nhà. Nó thằng hèn, tao mà gặp mày chắc tao quýnh mày quá. Trời ơi, chơi gì tệ quá quý vị. Mình là đàn ông mà phải có nghĩa khí chứ, thấy không? Sống đáng mặt đàn ông một chút chứ. Mình chia tay với người ta là hết duyên, nhưng mà phải có tình nghĩa, sống vậy con được, hiểu không? Nhớ. Còn nếu mình là đàn bà mà bị cái cảnh đó xảy ra với mình cũng đừng khóc, trượng phu lên mấy cô, làm gì khóc. Người ta đối xử với mình như vậy là mình đã từng đối xử với người ta như vậy đời kiếp nào, đúng không? Thôi không khóc, không buồn. Nó không cần nói dòng do. Cho nên cái cô đó bữa đó cô hỏi như Đức, cô nói mẹ chồng của con nói quan con thầy, con đàng hoàng lắm mà bà nói con này kia để bà quyết định bà bỏ con, chồng con bỏ con nói con này kia. Bây giờ ly dị rồi, bây giờ con hỏi thầy, con về con nói cho mẹ chồng ba chồng con biết rõ ràng, cho gia đình bên chồng biết rõ ràng rồi xong rồi à, xong rồi chia tay được. Thầy Nhật Đức nói làm chi ạ? Người ta đã quyết định như vậy rồi, mình càng nói con người ta binh chứ người ta đâu có binh mình. Đừng có nói dại lắm. Chúng ta cứ nói một câu đơn giản, bây giờ con của con, gia đình bên nội quyết định nuôi thì nuôi đi, nhưng con xa gia đình này nhưng lâu lâu con vẫn về thăm con. Đó là tình mẫu tử. Được rồi, con không cần của cải gì hết, con sẽ sống rất là tốt. Rồi Nhật Đức chỉ cô đó, Nhật Đức nói cô phải sống cho tốt nghe không, chứ không phải là xa chồng rồi buồn dài bữa kiếm thằng khác nghe chưa. Kiếm thằng khác là tệ lắm, nó cười mình đó, nó nói mình á, con nhỏ này bỏ nó là đúng rồi, vừa bỏ nó có một tháng thôi lấy thằng khác, nhỏ này hư hỏng, nó nói mình chết, cười cha mẹ mình nghe không. Bây giờ nó bỏ mình rồi phải không, cô phải sống cho tốt, làm ăn đàng hoàng, tìm hiểu Phật pháp, mỗi ngày chủ nhật đi đến đây, kìa cô ngồi kìa. Thấy chưa, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lú đầu lên liền, thấy chưa. Trời ơi, vừa nhắc quả tự nhiên quả khoái chí sao mà làm nè. Trời ơi, thấy chưa. Nó nên những Đức nói với vị nghe là phải sống như vậy đó. Những điều mà những Đức chỉ dạy mà vị mà chân thật mà làm đi là nó lợi ích lớn lắm. Sau này tức khắc nghe vào pháp và từ từ nó trở thành người có đạo đức à. Người có đạo đức rồi nó đọn hết cái duyên trần, nó không có dính đàn ông nữa nghe chưa. Cái kiểu mà xa chồng rồi mà bơ quán cà phê đồ đó, uống cà phê với bạn bè rồi đó, nghe đi karaoke có ngày dính nữa đó. Tại đó là duyên chằng lôi kéo. Đi uống cà phê, đi karaoke là phải ăn diện, bận đồ này đồ kia thì con trai nó nhìn, đàn ông nó nhìn. Bắt đầu mấy cái con dê bô hai chân á, nó đến, nó mới chi mồi. Nói em ơi, xa chồng sớm buồn không em? Thằng đó nó không biết thương hoa tiếc ngọc bằng anh đâu. Anh nè, em coi cái dây anh nè. Anh có thể lo hết cho em. Trời, nó ngon ngọt đúng không? Về một thời gian bắt đầu nó đá qua bên liền, tiếp tục bắt biết đâu mình có bầu, tiếp tục vừa mắc cỡ mà vừa ôm con không có cha, phải khôn nghe chưa. Đừng có dạy, hoặc là đã ly dị rồi đừng có tới lui. Nó tới lui mai mốt nó để cái bầu tâm sự cho mình sao, ai biết được. Ly dị rồi nó để lại cái bầu tâm sự mình phải ôm mình chịu nữa chứ, hiểu không? Trời ơi, nó bỏ cho mình lụm lựu đạn, dại quá. Tự nhiên cầm lựu đạn đưa cho mình mà mình đi cầm. Nó dẹp đi anh. Chào anh đi, về đi. Đừng đến tìm em nữa, đừng làm em khổ. Đúng không? Dẹp đi là xong, dứt rồi là dứt luôn, đừng có là nhạy. Thấy không? Đây, ở đây mấy cô đông lắm, nghe gì nó cũng học được nhiều cái hay lắm. Biết đâu cuộc đời mình cũng dính đó quý vị. Trong đây cũng có nhiều bà xa chồng sớm. Trời ơi, mấy bà đừng có cô đơn đi đến đây tìm tôi. Đến ngày chủ nhật nè, tìm tôi là gặp gì nè. Ngày chủ nhật đi đến đây sẽ soi dịu nỗi buồn cô đơn cho.
Trời ơi mấy cô biết rằng đó nghe, cái sự cô đơn mà khi mà chống vắng bởi vì gần đàn ông nữa đó, cái này nó không phải là so dịu nỗi buồn cô đơn đâu, mà nó châm thêm cái sự khổ đau của cuộc đời. Nó làm cho quý vị dính thêm cái sự khổ đau và cảm thấy nó bị dính thêm cái sự buồn khổ. Còn đây mới là so dịu thật sự nè, nghe đạo mới so dịu. Rồi quý vị thấy cuộc đời mình tự tại quá, không vướng líu đàn ông, không dính líu đàn ông, thì lúc đó Phật pháp quý vị mới thấy nó so dịu cái tâm mà cô đơn của quý vị. Cái sự cô đơn á mà đi tìm những cuộc chơi này cuộc chơi kia, nó không bao giờ cho quý vị cái niềm vui mà giải thoát đâu, mà đem đến Phật pháp nè, gặp Phật pháp nè, rồi quý vị mới có thể giải cứu được và giải thoát được. Nên tất cả những người chồng bỏ chồng chê đến chùa hộ pháp thì nhất định giải thoát liền. Nhớ nghe, chứ không nói chồng mi lại liền khỏi đi mệt quá. Đến chùa hộ pháp là tu hành giải thoát chứ không có chồng mi lại liền, đúng không? Nhưng mà mấy bà cũng bị mê lại đó, tại đi đến đây những đứa cào, những đứa gấu, những đứa cấu giết mấy bà đẹp lại, tại vui mấy bà đẹp rồi không son phấn gì nó sạch, tức khắc gương mặt tươi vui, tâm thoải mái, tức khắc hiện tướng liền, tức khắc ổng nhìn trong lòng ổng nói sao một thời gian sao nàng đẹp như thế. À, nó kỳ cục vậy đó, mà đàn ông nó ngộ nghe, nó sao một thời gian là tức khắc nó nhớ lại miếng mồi xưa. Không đơn giản đâu á, giống như ăn cơm ngán đi ăn mì hủ tiếu, mì hủ tiếu xong rồi trở lại ăn cơm, mà quý vị coi cơm ăn nhiều hơn mì hủ tiếu đúng không? Đó, nên mấy bà phải cẩn thận nghe chưa. Nên đây là những điều nói xác thực đó, nên mỗi tuần chủ nhật quý vị thấy đến đây nãy giờ thôi nè, sắp sửa một tiếng đồng hồ mà nó cười nhiều vậy rồi đó. Bữa nay chúng ta phải giảm cười nửa tiếng. Tặng áo đúng không? Mà mau ghê trời, mới đây mà tiếng hồ công nhận gì đâu mà cấp kỳ. Nên từ nơi đó mà chúng ta học tập những cái đề học này, nó nhắc mình phải kết duyên, gương mặt tươi vui trước đại chúng, niềm vui sẽ xóa tan những nỗi buồn khổ cuộc đời. Nên nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười từ tâm pháp vị niệm Phật thì xóa tan những sự khổ đau của cõi lòng, và cho chúng ta những sự nhận thức của cuộc đời này sống có nghĩa lý. Đặc biệt lắm đó quý vị. Quý vị thấy đi đến đây quý vị cười không? Quý vị cười rất thật, cười rất thật, răng bao nhiêu đưa sạch. Đố mà chừa cái răng nào. Vì công nhận không ai mà chừa được cái răng nào luôn. Những đứa nhìn thấy rõ ràng, cả những đứa cười cũng không còn một cái răng nào dính lại luôn. Trời ơi, đây là cái điều rất rõ ràng mà. Còn quý vị ở nhà có khi cười mà nó chỉ mím thôi. Đúng là hoa nở dội tàn, cười giết mà muốn bị dợp bẻ luôn, giống hệt dợp bẻ tay biến vậy đó. Nghiêng bên này nó méo bên kia, cười không tự nhiên. Còn mình ở trong đây mình cười tự nhiên lắm nha. Nè hai bên nó tự nhiên, nó bằng thẳng đúng không? Nó đôm chìa cà má lên bằng thẳng đúng không? Còn ở ngoài đời mà nó không phải nụ cười thật sự là nó cười méo mà. Nó cười méo bên, nó không có đơn giản đâu. Cười của này dễ bị tay biến đúng không? Nó làm bệnh cơ đúng không? Cười mà không thật lòng là bệnh cơ cười. Cái cơ cười bị bệnh. Nó quý vị coi, phải có những người tai biến bị méo miệng không? Cười giả đó. Bây giờ phải tập cười thiệt ra đi. Cười thiệt, niệm Phật, hết tai biến liền. Bây giờ hổm có cái cô kia nghe, cô Vũng Tàu lên đây, cô nói rằng là đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng là bị xuất huyết não. Lên chùa mình ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm lại 1000 lại hai bên. Xong về nhà sống bình thường. Vô bác sĩ khám lại, bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Ủa sao hết trơn rồi? Trời ơi, hai vợ chồng dẫn nhau lên gặp những đức nói những đức nghe. Đúng là quá vi diệu quý vị ơi.
Mà những đứa hỏi cô này cô nói: con sống bình thường, con không suy nghĩ gì hết, kệ, chết thì chết, con cầu sanh cực lạc. Con không có một tâm niệm gì mà nói lên đây lại hoặc niệm Phật gì mà khỏe lại. Con chỉ có một niệm cầu sanh cực lạc như lời thầy dạy luôn. Thành công. Mới hồi nãy những đứa từ bên kia đi qua, gặp hai vợ chồng và một đứa con lớn lớn và một đứa bé nhỏ xíu mới đẻ một hai tháng cái xíu à, còn đỏ đỏ hói. Thì vị biết rằng để chiếc xe đẩy. Người vợ nói: thầy ơi, đứa con của con là con mang thai ấy, là bác sĩ nói là phải bỏ đứa bé này, bỏ nó. Và nó bị bệnh hoạn gì trong bụng sao đó mà không có sanh ra được. Vậy mà con nghe pháp thầy rồi con tin tưởng định lực nhân quả, con nói nó còn sống thì con để nó. Vậy mà thầy ơi, con kìa, con sanh ra bữa nay nó nguyên vẹn luôn kìa. Kìa, nó nhìn thầy kìa thầy. Thôi ơi, ngộ ghê quý vị ơi. Này là rõ ràng luôn á, mới thì luôn nè. Cổ nói mỗi ngày cứ để máy niệm Phật cho nó nghe vậy đó. Đó, rõ ràng luôn đó, mới thì nè. Nó hồi nãy đi qua là đứng lâu lâu đó là do gặp cái câu đó đó. Cổ nói mà cổ rơi nước mắt, cổ khóc, cảm động. Trời, nếu con mà không nghe Phật pháp là con bỏ nó rồi, bây giờ làm sao nó được nằm ở đây? Thấy chưa? Từ nơi đó Phật pháp nó hay lắm quý vị ơi, vi diệu lắm. Nên mình nghe đạo rồi nó có nhiều cái đặc sắc lắm quý vị. À, nó giải quyết rất nhiều vấn đề trong tâm tư của mình, phải nhớ đó. Và với hổm có một cô có hỏi một câu này rất hay nè quý vị. Đồ cúng thí thực có dùng được hay không? À, cái chỗ này những đức ít nói nè. Chùa mình mỗi tuần chủ nhật cái đồ cúng thí thực nó quá nhiều. Xong rồi là đem dưới chia cho mỗi người một dĩa ăn. Cô này cũng hỏi: thầy ơi, đồ cúng thí thực có dùng được hay không? Mà cô hỏi cái câu dài lắm, những đức rút ngắn lại đoạn để hỏi thôi. Cô nói: con thấy có cái bàn nọ là nguyên cái dĩa đồ ăn cúng thí thực không ai dùng một miếng nào, và ré vào tai người ta nói rằng đồ cúng thí thực đừng có ăn. Rồi con cũng được nghe, mà con nói: trời ơi, tôi đến đây 2-3 năm nay tôi ăn đồ cúng thí thực không, tôi thấy tôi có bị gì đâu mà tôi khỏe như trâu vậy đó. Có bị gì đâu, sao tôi nghe họ nói vậy? Bây giờ con hỏi thầy là đồ cúng thí thực có ăn được hay không? Vậy đồ đám dỗ cúng có ăn được không? Ở nhà đám dỗ có ăn không? Hay cúng xong mà đổ bỏ? Đổ bỏ lấy gì ăn trời? Ngày xưa đám dỗ dưới quê á, gà vịt đồ ăn cúng đó là cúng gì? Thí thực chứ gì. Trong chùa gọi là thí thực, ngoài đời gọi là đám dỗ. Quý vị dọn một cái mâm cúng đắc đai là gì? Là thí thực đó. Vậy đồ cúng thí thực có ăn được hay không? Trả lời gọn thôi, sao không được. Vậy thầy có ăn không? Sao không ăn? Bánh dây lợn đem cho tôi ăn hoài, có chết tay nào đâu. Ăn càng khôn, càng khỏe, có gì đâu. Có cô kia cô nói: thầy, thầy, đồ cúng thí thực cư sĩ ăn được chứ người xuất gia thầy đừng có ăn thầy ơi. Người xuất gia ăn không nên, những đức nói gì không nên. Người xuất gia bộ là cái thứ gì sao không ăn được. Người cư sĩ cũng là con người, xuất gia cũng là con người thôi. Chỉ có là cạo đầu đắp y, còn nếu như người ta cạo đầu đắp y cũng là người xuất gia vậy. Vậy làm gì người xuất gia không ăn được đồ cúng thí thực? Cái lời nói này nó không thông, quý vị công nhận không? Đó. Nên từ nơi đó ai cũng ăn được hết. Đồ cúng thí thực ăn còn khỏe nữa. Vì sao? Vì hồi nãy tới giờ để ngoài đó, người ta nói chuyện Phật pháp, niệm Phật, đồ ăn này nó âm hưởng cái công đức niệm Phật ở trong đó đó. Vị nhớ nè, hương linh á, là cảnh giới với mình là hai cảnh giới khác nhau. Thân chúng ta là thân máu thịt, gọi là vật chất, cơ thể vật chất. Còn hương linh là vô hình, là cơ thể vật chất đã mất đi rồi, chỉ còn có linh hồn thôi. Khi chúng ta dùng cái vật chất này để mà cúng cho chư hương linh, như vậy thì dùng cái vật chất để mà biểu trưng, để chúng ta cúng cho chư hương linh bằng cái tâm để tặng. Tâm này nhiều người cộng lại, chư hương linh được hưởng nhờ qua cái tâm vật chất đó mà được hưởng. Còn thức ăn này không có đụng một chút gì được hết. Sao đụng được? Hả? Sao đụng được? Bây giờ chúng ta nói đụng được. Thí dụ như quý vị cầm một cái bánh, những đức đến, những đức nói cho ngửi cái coi. Quý vị nói nè thầy ngửi đi những đức. Rồi bị ăn được không? Không được hả? Ngửi miếng ăn không được hả? Thí dụ như một cái trái thơm đi ngang ngửi cái ăn không được hả? Vì chư hương linh ngửi cái gì? Cái đồ ăn này, đồ ăn này là vật chất, chư hương linh là vô hình,
Làm gì có chuyện vô hình đụng vào vật chất, sao đụng được? À, nói dễ hiểu, có nói dòng do tâm quắc hay chứ. Đây là hai cảnh giới khác nhau, chỉ có tượng trưng cúng là bằng cái tâm thương yêu và giúp đỡ. Chỉ có cái tâm này mà no lòng đó quý vị. Chưa hương linh được hưởng cái tâm của mình dành cho người ta mà người ta cảm thấy ấm áp cõi lòng, thì người ta đang bị lạnh lẽo cô đơn, gọi là cô hồn. Cô là cô đơn, hồn là vất vơ vất vờ chỗ này chỗ nọ, gọi là du hồn nữa. Ngài Khổng Tử nghe nói là du hồn. Du là ngao du, chỉ cần nghĩ, ở nơi nào nghĩ thì người ta đến. Tức khắc một ý niệm người ta đã đến ở đó rồi, gọi là du hồn. Cô hồn là có khi bằng đêm buồn tẻ không ai nghĩ đến mình, nên bây giờ mình cúng là nghĩ đến người ta. Nghĩ đến người ta thì người ta cảm thấy ấm áp cõi lòng và được no ấm cái cõi lòng người ta, là phần âm người ta được hưởng như vậy. Còn cái vật chất đồ ăn này không dính dáng gì hết. Nên cái chuyện cúng thí thực có dùng được hay không thầy? Cúng thí thực dùng được. Thấy không? Dễ hiểu rõ ràng. Phân tách kỹ luôn quý vị, ăn đồ này hết bệnh đó. Đồ cúng này không đơn giản đâu. Những đức đứng mà da 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 gì da bệnh mày ra hết con liền sạch nhách hết trơn, đúng không? Ôi, tao gồng bao nhiêu cái nội công người ta một thờ tu thuyết pháp quá trời luôn, ra ngoài đó có một chút xíu nữa đó da mày thấy chưa, không đơn giản lúc cúng đó bị nói đơn giản cái mặt thấy ghê không da chi. Chứ có lúc nào mà ra ngoài đó cúng mà da chi có khi nào vậy không? Chưa bao giờ bị thấy nhân đức mà cúng mà kiểu da chi. Chứ cúng vậy thì bị đừng có ăn. Còn cái này những đứa ra ngoài đó nha, có cái cô kêu bà hổm qua hỏi thầy, thầy con thấy nha, bởi vì nhiều Phật tử nó để ý ghê luôn. Cái dĩa gạo á, bà thấy mình làm nha. Bà hỏi những đứa thầy vẽ cái chữ gì á thầy. Những đứa nó mệt mà quá, mệt mà quá mà để ý quá trời luôn. Cái chữ này không có nói được. Con nói thầy, thầy, thầy nói nhỏ cho con nghe thôi. Trời trời, con để ý bao nhiêu năm nay, con muốn học cái chữ đó để con vẽ. Mà sao, có từng thì thầy vẽ bên phải, có từng thì thầy vẽ bên trái, có từng thì thầy gạch xuống giữa. Trời ơi, con không biết là cái chữ này chữ gì. Thầy có thể nói nhẹ cho con nghe được không thầy? Những đức nói, không có được, đây là mật pháp. Mật pháp, mật pháp ở đâu vậy thầy? Mật pháp của tôi. Trời ơi, nhiều Phật tử người ta để ý từng chút luôn á. Thực sự mà nói, tại vì cúng thì bây giờ cái dĩa gạo mình ngày xưa cũng thấy ông thầy, ông vẽ cái gì mình cũng có biết đâu. Thì mình thôi, mình lỡ cúng là mình cũng. Và rất là nhiều chú cũng hỏi, thầy vẽ cái gì để vẽ theo? Những đức nói, tao vẽ chữ Phật. Thôi vậy chứ Phật đại đi. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi. Thì bây giờ màu mè chút, lỡ cúng mà, với đó là quá tiện rồi đúng không? Còn người ta còn làm dữ lắm, còn mình là gọn quá phải không? Dễ 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 dễ. Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Mấy bà tưởng đâu mình vẽ cái gì ghê gớm không? Tôi vẽ Phật, không tôi niệm Phật, không có vẽ gì đâu. Xong gạo cầm. Rồi bà hỏi, thầy quất gạo chưa dữ rồi thầy. Trời ơi, hỏi nữa, này nó mặt pháp mà có hỏi hoài. Thầy lúc mà thầy luyện gạo mặt thầy ngầu lắm. Ôi bà đừng có nhìn cái mặt tôi không có nên nghe chưa. Nhìn xuống dưới. Trời ơi cười. Dạ chi. Nó vậy mà nó đồ cúng thí thực ăn được. Thấy không? Cả buổi tu mà cúng kiểu đó mà ăn không được, ăn rồi ăn vô. Trời ơi. Vậy, nên như Đức nói cái dĩa đồ cúng thí thực bữa nay là còn cái dĩa không luôn á. Nếu cần thiết tặng cái dĩa đem về luôn á. Trời ơi, không ăn đó là bị thiếu thốn đó nghe. Không đơn giản á. Cái nói thật á. Nên cả một cái hội chúng gì cúng không đơn giản đâu. Nên quý vị coi mấy đứa con nít mà đến chùa mình, quý vị coi nó khỏe đúng không? Thông minh, khỏe, đặc biệt luôn. Toàn là ăn đồ cúng thí thực chùa mình á. Mỗi tuần nó ăn quá trời sữa, nó đem uống chân luôn á. Cái gì đâu? Nói coi nó rõ ràng mà. Quý thầy mình, quý chú mình ở bên Đại Tùng Lâm, quý thầy, quý chú bên Đại Tùng Lâm, đạo tràng niệm Phật của mình cũng vậy.
đồ cúng đích thực đó là đi làm củi làm đồ lấy ăn không, bao nhiêu năm nay chứ bánh ở đâu mà ngày nào cũng lấy ăn không, cúng xong rồi đem vô cắt bỏ vô bọc buộc lại may đi làm củi ăn, đức cũng vậy thôi đó. Đó là nói rõ ràng rồi đó nghe. Nên quý vị về đây á, những đức chia sẻ vào pháp vui vui mà chúng ta phải có một cái pháp tu, phải không? Về có chiếc máy á, trong đó hơn 1000 buổi á, cầm nghe thêm. Nó nhìn có nhiều cụ già được có chiếc máy mừng lắm, mà nó giải quyết cái vấn đề của mình nhiều lắm quý vị. Nhớ phải cố gắng. Gặp Phật pháp là quý lắm, thì nó vui gì chút nhưng mà phải có một cái pháp tu thì nó mới giải thoát được, nghe không? Chứ vui gì không mà không tu nó không giải thoát đâu. Nên về phải siêng năng niệm Phật, sáng tối phải dụng công tu, ổn định thời khóa. Lễ Phật nếu không biết cách thì bấm lên trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Có cái thời khóa lễ Phật gia đình như Đức để lại 4 chữ đó, cứ theo đó mà lại. Niệm Phật ngồi xuống, xong lễ Phật thì quỳ lên. Rồi ngày nào những Đức cũng chia sẻ Phật pháp 2 buổi đó, cứ ở đâu cố gắng mà cứ nghe. Chắc chắn là quý vị không bỏ môn tịnh độ, chắc chắn luôn ạ. Lúc trước những Đức nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Thịnh Không có một công đoạn, mà thấy 11 năm nay mình hành trì nó lợi ích rất là lớn. Khi Đại Lão Hòa Thượng Thịnh Không ngày đến học giáo với thầy Lý Vĩnh Nam, có thỉnh hỏi Hòa Thượng một câu. Một người thuyết pháp rất hay và một người thuyết pháp mà không được hay, vậy thì có tính vào cái chỗ là người thuyết pháp hay thì Phật tử đến nghe đông, và người thuyết pháp dở thì Phật tử không nghe hay không? Thì thầy Lý Vĩnh Nam thầy nói không có tính vào chỗ này. Tính vào cái chỗ có duyên hay không có duyên. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày thỉnh hỏi là cái gì con phải làm sao? Thì thầy Lý Vĩnh Nam chỉ, mỗi lần tôi chia sẻ Phật pháp, nếu ông có tiền chút ít, ông mua kẹo đứng sắp xếp chỗ ngồi cho người ta, người bước vô ông chắp tay niệm một câu Phật hiệu, miệng nở nụ cười, tặng cho ông cục kẹo. Còn nếu không có tiền thì chỉ cần sắp xếp chỗ ngồi, gương mặt tươi vui, kết duyên với đại chúng. Chỉ cần có duyên như vậy thì sau này khi ông chia sẻ Phật pháp thì đông người nghe. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày chân thật làm, kết duyên cùng với đại chúng. Và ngài nói rằng là khi thầy Lý dạy như vậy thì bất cứ hòa thượng ngài đi đến một đạo tràng nào, ngài bước vào chánh điện, ngài đảnh lễ 3 lạy. Một lạy đầu thì nguyện kết duyên cùng với Tam Bảo nơi này. Lạy thứ hai là kết duyên với vị chủ trì ở nơi này. Lạy thứ ba là kết duyên với toàn thể đại chúng ở nơi này. Khi tôi đi đến đây tôi chia sẻ Phật pháp thì có duyên những người ở đây chịu nghe. Đều là mang tâm như vậy. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đi đến đâu thì nhân duyên rất đặc biệt, duyên vô cùng thù thắng. Khi những đức nghe đến công đoạn này thì những đức cũng tập kết duyên, thì thấy rõ ràng. Quý vị coi cái hội chúng chủ nhật chùa mình, quý vị thấy lúc nào cũng rất là đông, mà trong khi những đức nói chuyện rất là đơn giản. Thì kiểm nghiệm qua lời thầy Lý Vĩnh Nam dạy rất rõ ràng, từ do ngay chỗ kết duyên mà ra. Nên những đức thường phiên đại chúng gương mặt tươi vui, đây là nhân duyên đặc biệt. Và trong kinh Nhân Quả Ba Đời Phật cũng dạy, một con người mà gương mặt tươi vui chúc công chúng, đây là duyên đời đời kiếp kiếp. Khi bất cứ xuất hiện trước công chúng thì người rất hoan hỷ khi thấy mình. Nhớ. Tại vì duyên dày nên người ta gặp mình ta rất là hoan hỷ khi thấy mình. Rất là cần kết duyên trước công chúng quý vị. Nhớ đó. Nên chúng ta học tập á, thấy hoặc nghe danh hiệu Phật liền thành thiện căn. Vậy thì quý vị đem con Phật hiệu này dùng rất nhiều phương tiện cho người ta thấy hoặc là nghe. Tại vì sao? Vì thấy hoặc là nghe đều thành thiện căn. Nên mình giúp cho người ta thấy hoặc nghe thì nhất định là thành thiện căn. Nè, có một công đoạn mà trong chú giải kinh vô lượng thọ nha,
Nhưng Đức Chích Lục đọc cho vị nghe nguyên văn nè. Chỉ niệm tên Phật ắt sanh về cõi ấy, thì dù cao hay thấp, dù thánh hay phàm, cho đến hoặc tin hoặc ngờ hoặc khen hoặc chê, hễ biết có Đức Phật ấy liền thành thiện căn, nhiều kiếp nhiều đời đều được giải thoát. Đó. Đây là đoạn kinh văn chú giải Vô Lượng Thọ mà những Đức đọc qua và chích lục lại nè. Nghe rất rõ ràng. Dù họ nghe qua hoặc thấy qua danh hiệu Phật, họ khen hay họ chê, họ tin hay họ ngờ, đây đều là chồng thiện căn đắc độ về sau. Nên những Đức thường phiên quý vị, chiếc điện thoại của mình để không làm gì, cài nhạc chờ khi người ta gọi là người ta được nghe. Một ngày người ta gọi 2 lần thì nghe 2 lần. Người nhá máy cũng được nghe. Nhất là các cô gái đẹp đẹp mà mấy thằng chàng trai mà nó ưa chọc ghẹo đó, cứ cài nhặt chờ cho nó gọi. Nó gọi với từ từ là mấy cái thằng tào lao hết dám gọi. Tại vì câu Phật hiệu nó nghe giết nó hết tào lao. Hiểu không? Nó, đây là nó chuyển cái tâm xấu trở thành cái tâm tốt từ từ. Nên mình còn trẻ, nam hay nữ, biết đi tu, cài nhặt chờ niệm Phật. Điều niệm Phật của ai cũng được, miễn là niệm Phật được rồi. Quý vị thích điều niệm Phật ai thì cài điều niệm Phật người nấy. Nhớ, mỗi lần người ta gọi nhất định là nghe được câu Phật hiệu. Bất cứ một tôn giáo nào gọi là đều nghe được câu Phật hiệu. Quý vị nhớ. Thí dụ như chúng ta cài nhặt chờ của một tôn giáo mà mình theo, niệm danh hiệu của một vị đó thì chồng duyên của vị đó. Thí dụ như Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta sanh cõi trời, quý vị cài nhặt chờ đó thì kết duyên cõi trời. Có nghĩa là bất cứ một vị giáo chủ nào quý vị tín ngưỡng, quý vị cài nhặt chờ đó thì kết duyên đó. Còn hôm nay chúng ta cài nhặt chờ niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy thì chắc chắn rằng cái duyên này là chúng ta kết đắc độ ở đâu? Thế giới Cực Lạc, đúng không? Đây là chỗ đặc biệt quý vị, quá đặc biệt. Nên dùng chiếc máy để tu phước tu duyên thù thắng. Dùng rất nhiều cách tu phước tu duyên thù thắng. Những Đức từng hướng dẫn cho một người huynh đệ, ông bây giờ thì cũng là thọ tỳ kheo giới, đi nhiều lắm. Ông rất là thích kết duyên. Những Đức chỉ ông, những Đức nói bất cứ ông đi vào cái nhà vệ sinh nào công cộng ông đi, nếu như ông có một cái tấm xin thường niệm A Di Đà Phật, ông dán hay sao, ngay cái địa điểm nào mà nó ngồi đi vệ sinh hay nó đứng đi vệ sinh, ngay cái mặt nó quay qua là nó thấy liền. Thì một ngày bao nhiêu người nó bước vô thì nó thấy. Có nghĩa là tại vì mình biết được rằng kết cái nhân này sẽ đắc độ về sau. Cũng như câu chuyện mà những Đức thường kể cho quý vị nghe, mà cái vị này mà khi đến mà muốn xin xuất gia mà gặp đệ tử Đức Phật á, đệ tử Đức Phật là bậc A-la-hán á, nhìn được 500 kiếp á, nói ông có duyên trong Phật Pháp. Đức Phật lúc đó về nói rằng có duyên, trước 500 kiếp ông có duyên với Phật Pháp. Ông đi vô trong rừng sâu đống củi, ông bị một con cọp vượt ông sợ quá, ông leo lên cây, ông niệm mô Phật, một tiếng mô Phật này thôi, vậy mà ông được xuất gia trong giáo đoàn của Phật. Và ông tu hành, rồi cuối cùng ông chứng quả là ngay cái nhân duyên mà ông niệm một câu mô Phật. Một câu mô Phật thôi. Thì những cái điều mà chúng ta nói đây và quy về cái đoạn văn này rất rõ ràng, thấy không? Rất là rõ ràng. Cái này là chắc chắn. Thí dụ như giờ trong cái tàng thức của chúng ta chứa thiện ác dãy đầy, thì bất cứ một cái duyên nào khi chín mùi là chỗ đó xuất hiện. Thí dụ như đời này quý vị gặp thiện duyên là trong tàng thức đã tạo thiện duyên. Đời này quý vị gặp ác duyên là trong tàng thức đã chín mùi về ác duyên. Trong cái thiện duyên của cõi đời này quý vị gặp nhau, nhưng nhất định nó có ác duyên. Thì trong thiện duyên có ác duyên, mà trong ác duyên có thiện duyên, toàn là trong tàng thức này đã tạo và chất chứa sẵn hết nằm trong đó. Nó khi duyên chín mùi, từng công đoạn, từng lề lớp, nó đều khoát sức và xuất hiện ra, toàn bộ nằm trong tàng thức. Và khi quý vị ngủ nằm mơ mộng, toàn là trong tàng thức hiện ra hết, hoàn toàn đều là chất chứa hết trong đây nè. Thí dụ như quý vị vừa khởi một cái tâm bực bội sân si với một người thì tức khắc nằm trong tàng thức,
Quý vị vừa phát một cái tâm thương yêu, hoan hỷ, tức khắc nằm trong tàng thức. Quý vị vừa thấy một vị Phật, vị tượng Phật chắp tay lễ lại là gieo trong tàng thức. Có nghĩa là tất cả những cái gì chúng ta nghe và thấy đều gieo hết trong tàng thức. Nên chúng ta cần mỗi ngày niệm Phật để gieo trong tàng thức chúng ta câu Phật hiệu càng nhiều. Nhiều đến cái mức thì chúng ta vừa khởi tâm tức khắc là A-di-đà Phật. Nguyên lý là như vậy quý vị. Nên hôm nay những đức có đặt 2.000 chiếc áo tặng cho quý vị, phía sau nó có một dòng chữ, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Những đức nghĩ rằng là cái đề học này nó đã phát triển quý vị, phát triển rất rộng. Và bây giờ rất nhiều người biết là từ nghe cái đề học một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng này. Và nếu như kiên nhẫn cả đời thì chắc chắn rằng là cái đề học một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng này nó sẽ có tương lai lớn. Về cái sau này người ta sẽ nhắc đến đó quý vị. Mà nó rất phù hợp nha. Tại vì mình từ khi gặp Phật Pháp tới bây giờ là 11 năm mình niệm Phật rồi, 11 năm lễ Phật rồi. Đến lúc nhân duyên thì tự nhiên mình học tập một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Mà bây giờ mình học được hơn 600 tập rồi đó quý vị. Học hai lần hơn 600 tập. Và thêm một cái đề học là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai đề học nó kết hợp, sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng. Mà bây giờ rất nhiều người ngày nào cũng nghe hai buổi đó hết. Rất tiện, hai buổi chỉ có một tiếng hồ, mà cứ đốc thúc tinh thần mãi để niệm Phật. Giống như hồi sáng nghe Đức nói một câu gì nè: cái nghiệp chúng ta về ác thì nó cũng là quay lại. Thí dụ như bây giờ quý vị bị chửi một câu gọi là ác, bị đánh là ác, bị bỏ rơi là ác, quý vị buồn giận là ác, hận thù là ác, thấy không? Những điều này ác. Những cái ác này của ngày hôm qua, nhưng chúng ta nhớ tới ngày hôm nay gọi là cái ác quay lại. Quay lại, hiểu không? Nó cứ quay lại. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không niệm câu Phật hiệu, mỗi ngày nhớ Phật hiệu để quay lại? Nếu quay lại câu Phật hiệu thì chúng ta sẽ giác ngộ. Nhưng nếu chúng ta quay cái điều ác mà người ta đem đưa cho mình mà mình chấp giữ để quay lại thì tức khắc cái ác này quý vị sanh phiền não. Có người chúng ta phiền não là do gì? Chúng ta nhớ cái ác, nhớ cái buồn mà quay lại, nên chúng ta sanh phiền não mà gọi ra đây là gọi là nghiệp chướng. Vậy thì muốn hóa giải nghiệp chướng bằng cách nào? Chúng ta nhớ Phật, quay lại thường là cứ dùng câu Phật hiệu để quay lại. Còn tất cả những điều ác ngày hôm qua cho qua, trong tất cả mộng mị hay gặp bất cứ một cảnh giới gì không phải hay phải trong mộng đều cho qua. Chỉ có câu Phật hiệu là quay lại. Cả ngày của mình là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, cứ quay lại. Tức khắc nó sẽ tinh lọc tất cả những cái mà trong tâm của mình mà gọi là buông giận hận thù, nó buông ra hết. Tại vì nhờ câu Phật hiệu nó cứ quay lại. Đây gọi là tịnh nghiệp giúp cho mình giảng sanh. Nhớ đó, quan trọng lắm quý vị à, rất là quan trọng. Từ nơi đó mà Pháp Môn Tịnh Độ này những đức thấy rằng là mình càng học tập thì càng thích nha quý vị. Nó có hương vị. Khi ngồi xuống cái là tự nhiên học tập nó có hương vị liền. Nghĩa là ngồi xuống nói chuyện tức khắc nó có một cái cảm giác đặc biệt thì sao đâu. Rất là có hương vị. Chắc là những đức thường nói chuyện mình nha quý vị. Đã nói chuyện mình nó còn nói được rồi, vì thì có con người nó càng có hương vị đặc biệt hơn nữa. Nói chuyện mình nó đã nói được, nó quen quá đó. Nên từ nơi đó đó mà mỗi một chiếc áo mà mình tặng này là nó giúp cho mình kết duyên. Bận đi đâu thấy cũng kết duyên. Phía trước cũng ai với Đà Phật, phía sau cũng ai với Đà Phật, cũng nhắc mình nhắc người để kết duyên. Đây gọi là cái gì? Đây là cái lọc của chùa tặng cho mình, phải không? Lọc nè. Mà cái lọc này á, nó phải là từ cái tâm của mình thấy quý kính. Nên Ấn Tổ ngày nói hai câu hôm qua những đứa có đọc: giữ tâm trí kính được cảm thông, giữ tâm trí thành được cảm ứng. Con người tu hành mà muốn được cảm thông và cảm ứng thì từ nơi trí thành cung kính mà cảm thông và cảm ứng. Nhớ. Nên khi mình đến ngôi Tam Bảo á, mà mình nói mình nhận lọc chùa là nhận cái gì? Là nhận cái điều mà chúng ta nghe được
hiểu biết trong định lực nhân quả, gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Rồi bất cứ cuộc đời của mình gặp những sự việc khổ đau mình không buồn trách, gặp những sự việc vui sướng mình không dính mắt, vậy thì tức khắc chúng ta nhận được cái lọc trong ngôi tam bảo. Đây là lọc thật nghe. Còn nếu như mà thí dụ như mình đến mình gặp một người nào đó, người đó vuốt đầu mình cái ban lọc, hoặc là người đó dùng nước gì rảy cho mình để ban lọc, cái này trong Phật Pháp Phật không có nói cái lọc này. Giỏi lắm người này có sức ảnh hưởng thì dùng cái phương tiện này để dẫn dắt người ta vào đạo, rồi phải nói Phật Pháp cho người ta nghe, vậy thì còn có thể được. Còn nếu như toàn làm những việc đó mà gọi là ban phước ban lộc, vậy thì cái việc này không có một vị nào làm được hết, cả Đức Phật cũng không làm được. Đức Phật cũng phải nói định lực nhân quả để cho người ta nghe và chỉ dẫn người ta một con đường sáng suốt để đi, đó là lời giác ngộ của Phật dạy. Mà khi mình tiếp nhận đó gọi là đi đến chùa mà hưởng được lộc. Nhớ nghe, cái lộc này hưởng được là đặc biệt. Còn cái duyên khi mình tặng một món quà, đây gọi là duyên. Duyên nhớ. Mà đã là duyên thì mình phải phát cái tâm thuận duyên, mình đừng có phát cái tâm nghịch duyên. Nếu trong cái thuận này mà mình không khéo nó thành nghịch. Nghịch là gì? Thí dụ như bây giờ tặng cho cô này chiếc áo, cô này có nói thầy ơi thầy, tặng cho con thêm chiếc đi cho mẹ con thầy. Trong thuận là tức khắc có nghịch liền, thấy không? Thầy ơi thầy, bạn của con bữa nay không đi, thầy cho thêm cái đi thầy. Trong thuận tức khắc có nghịch liền. Vì sao? Vì sao? Vì nó thuận là khi mình gặp là thuận. Còn người hôm nay chưa đi mà họ, mình xin cho họ là có nghịch liền, là họ không đủ duyên là nó có nghịch. Mà mình xin cho họ thì nó cản trở cái việc làm đó, nó cản trở cái việc làm người ta đang làm thuận tiện, thấy không? Thí dụ như bây giờ quý vị đi từng người đến, xong bắt đầu là ta đưa chiếc áo những đức bố trí cho mấy cô nhìn xê, mấy cô đưa những đức tặng cho quý vị, thì bắt đầu là quý vị vừa nhận xong quý vị đứng lại với nói thầy, con còn hai người nữa thầy. Xong tiếp tục người phía sau nói, ồ cái bà này bà nhận rồi mà bà xin được kìa, thầy con còn người nữa thầy. Rồi từng bà phía sau thì tức khắc tổ chức bị ảnh hưởng liền. Đó là trong thuận có nghịch, hiểu không? Rõ ràng mà. Nên mình hướng dẫn Phật Pháp rất là gần gũi và sâu sắc quý vị à. Đó. Nếu mà mình không hiểu thì mình tưởng đâu là cái lộc trong chùa nó quá đặc biệt nên mình tạo ra cái nghịch duyên. Cuối cùng mình không có được thuận mà toàn là tạo ra nghịch. Thêm cái nữa, nghĩ rằng trong ngôi tam bảo tặng. Rồi có khi mình nghĩ rằng là tôi đâu có tâm ăn cắp đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng là tôi muốn thêm cái hay cái gì nữa tôi cho chồng cho con tôi thôi. Nhưng mà không ngờ nó dính vào cái tội ăn cắp tam bảo. Hiểu không? Thí dụ hồi sáng có một cô có nói những đức một câu rằng, thầy ơi, khi mà mình tặng từ trong đây rồi biết đâu cái người trong đây người ta ra ngoài xong cái người ta đi vô lại người ta ngồi nữa làm sao, sao mình nhớ mặt. Những đức nói, trời ơi cái việc này mà mình còn tính thôi mệt khỏi tính đi. Nhưng mà mình phải giải thích cho người ta nghe quý vị. Có khi người ta không có hiểu, người ta nghĩ rằng tôi đâu có ăn cắp đâu. Tôi nhận thêm cái nữa cho chồng, cho con tôi nhà thôi. Chứ tôi không có ăn cắp. Nhưng mà thật sự nó mang tội ăn cắp. Cái nhận được là do gì? Chính mình được tặng, chính tay mình nhận. Nhưng nếu mà mình đi một vòng rồi xong mình trở lại mình đi vô nữa, vì là mang tội ăn cắp rồi. Quý vị công nhận không? À, đó. Mà quý vị nghe nè, quý vị nghe công đoạn này nè nghe. Nghe công đoạn này quý vị mới thấy đáng sợ trong ngôi tam bảo nè. Trộm cắp của nhà nước thì phải trả cho tất cả nước. Còn nếu trộm của tam bảo trong đạo tràng thì của này là của thập phương cúng dường, tín đồ thập phương này là cả khắp pháp giới chúng sanh. Tạo tội ngũ nghịch, trọng tội Phật còn cứu được. Còn nếu trộm của thường trụ thì Phật không còn cách nào để cứu họ. Nên phải đoạn trừ tội trộm cắp của tam bảo. Đáng sợ chưa? Ừ, nó tạo tội ngũ nghịch. Mà tội ngũ nghịch này quý vị biết rồi đó. Tội ngũ nghịch là tội
trọng tội trong Phật môn, giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Chỉ cần phạm một tội này thôi là chúng ta đã đọa trong địa ngục vô gián khó có ngày ra rồi, không chi là phạm năm tội này. Vậy mà công đoạn này trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nêu lên rằng trộm cắp của nhà nước thì chúng ta trả cho một nước. Nhớ nè, của công của một xã mà chúng ta quyên góp tiền mà chúng ta đem về xài cho gia đình riêng là ăn cắp của một xã. Của một huyện mà gom góp của một huyện mà đem về xài cho gia đình mình là lấy của phải trả cho một huyện. Tất cả người trong nhà này phải trả cho một huyện. Một huyện bao nhiêu người vì tính đi. Nếu như một tỉnh thì trả cho một tỉnh. Một tỉnh bao nhiêu người, người này phải trả vì sao? Vì ông là người có chức phận lớn nhất trong tỉnh này mà ông gom góp tiền rồi bắt đầu ông cắt xén bớt đem về lo cho gia đình riêng thì ông phải trả nợ cho một tỉnh. Còn nếu như của công của quốc gia, của đất nước mà ông cắt xén, ví dụ như làm đường hay làm kinh gạch hay bất cứ một công trình gì của xã hội mà ở trên nhà nước đưa tiền quỹ xuống cho huyện xã để mà ban phát để làm ra công trình này là cho người dân, nhưng mà ông lại cắt bớt tiền bạc này để ông lo cho gia đình ông, như vậy thì tiền này là tiền của quốc gia, ông phải trả cho một đất nước này với số lượng nhân dân đó, vì người ta đều bỏ tiền vô đó, gọi là của công của nhà nước là của một nước, hiểu không? Còn nếu như đụng của toàn thế giới mà của này là toàn thế giới bỏ vào để một cái quỹ gì mà ông lại rút tiền này để dùng thì ông trả nợ cho toàn thế giới. Nhớ, nếu như của Tam Bảo thì không phải nói toàn thế giới, Tam Bảo Phật Pháp Tăng là đại diện cho tặng hư không khắp pháp giới, không có tính nổi, không có tính nổi với cái số lượng của đất nước, không có tính nổi đâu. Tặng hư không khắp pháp giới không có tính nổi vậy, nhiều lắm. Mà của thập phương bá tính này và bỏ vào ngôi Tam Bảo này là của thập phương bá tính. Nếu quý vị đụng vào dù là một cây kim, một ngọn cỏ mà của Tam Bảo mà có cái tâm trộm thì gọi là lấy của Tam Bảo, không có nói nhiều hay ít gì. Chỉ cần quý vị phạm vào cái chuyện một chút trong của Tam Bảo mà có cái tâm ác ý, gọi là tham chấp và lấy cắp, chỉ cần có cái tâm này thôi thì tức khắc quý vị gọi là ăn cắp của Tam Bảo. Thì công đoạn này nói rằng Phật không cứu được cái người ăn cắp của Tam Bảo. Ngũ nghịch trọng tội Phật còn có thể cứu, nhưng mà lấy cắp của Tam Bảo thì Phật khó cứu được, vì cái sức trả nợ của nó kinh hồn quá, sức trả nợ nó ghê gớm quá. Nên quý vị coi, nếu người xuất gia mình mà không học tập sâu sắc về những điểm này thì phần nhiều người xuất gia mình đọa là khó có ngày ra. Có những người xuất gia mình mà của cải mà còn nói của gia đình, khi người thân mất đi mà vậy mà gia đình đến lấy của trong ngôi Tam Bảo gì xài, đây là cái việc không đơn giản. Còn nếu như mà gia đình của mình cũng như một chúng sanh, nhà sạch cột siêu, việc này việc nọ thì mình giúp chúng sanh bao la được. Như vậy thì nhà mình cũng như là một chúng sanh, đừng có nghĩ là cá nhân gia đình mình, thì tức khắc giúp được. Không phải là giúp không được, mà là giúp được. Nhưng đừng bao giờ có cái tâm cá nhân cho gia đình mình thì giúp được. Còn nếu quý vị luôn luôn là cá nhân của gia đình, đây là ăn trộm của Tam Bảo. Tại vì cá nhân của gia đình nên ăn trộm của Tam Bảo. Thí dụ như của Tam Bảo này, thí dụ như đời những đức làm chủ trì chùa, những đức chết đi thì cái của Tam Bảo này phải để lại cho cái người tiếp tục làm chủ trì. Còn người kia chết đi là của cải trong Tam Bảo là để lại cho vị chủ trì kế tiếp. Nếu trong gia đình những đức có người đến đây để lấy của ở đây về, nó là của anh, của em, của cha mẹ tôi, như vậy thì người này là ăn cắp của Tam Bảo. Cái phạm cái tội này Phật khó cứu được. Nên hàng Phật tử về chùa phải nghe như vậy, để mình đi đến đâu cũng vậy, mình rất là nghiêm túc. Thí dụ như ông thầy ông cầm chuỗi hay cầm quà ông tặng nghe, tuyệt đối không được giật trên tay ông. Giật trên tay là ăn cắp. Nhiều Phật tử rất nhiều, những đức khi tặng quà, thí dụ như những đức tặng chiếc nhẫn có những phái đoàn, những đức đưa chiếc nhẫn là những đức tùy nhân viên, những đức cầm, những đức đưa cho quý vị thì quý vị cứ nhận đi. Đừng bao giờ nói rằng ngôi chiếc nhẫn màu đen con không chịu thầy, con đòi màu xanh, màu trắng. Những đức nói vậy tự lựa đi, là quý vị mang tội ăn cắp rồi đó. À, tại sao? Vì những đức chưa có đưa mà, những đức chưa đưa mà chụp trên tay là ăn cắp. Nhớ,
Đừng có nói vô tình hay cố ý gì phạm mà có khi không biết đó. Nên chúng ta đến ngôi Tam Bảo chúng ta rất bình tĩnh, gọi là cái lọc bình tĩnh là gì? Tới mình thì được nhận, không tới mình thì thôi. Đó gọi là tâm bình khí hòa, thấy không? Đặc biệt vô cùng. Đó, nên những điều này chia sẻ quan trọng lắm cho hàng Phật tử đi chùa đó quý vị à. Nó, nếu không hiểu rồi là mình sai lầm lắm đó nha, rất là sai lầm. Từ đó tới giờ trong chùa chiền, ngày xưa trên kia tặng tượng Di Đà mà có khi xô ngã hàng rào. Trên kia ngày xưa mới làm tượng Di Đà, tượng đứng trên tỉnh Thất Quan Âm ngày xưa, những đức làm, những đức biết mà. Mỗi lần Di Đà là 1000 pho tượng Di Đà, Phật tử về rất là đông tới tặng tượng Di Đà quý vị, xô ngã hàng rào. Quý thầy phải chia ra 4-5 điểm, vượt quý thầy chạy mất dép. Đây là những đức, chính những đức làm, không có nói quá đáng gì trước ngôi Tam Bảo đâu. Đây là nói rất thật lòng. Mà riêng chùa mình ở đây thì những đức ít thấy cái vụ này xảy ra. Mà ngày xưa thì dữ dằn quá. Nó có nghĩa là chắc là hồi đó nó thiếu cái tượng Di Đà mới ra quý vị. Còn bây giờ thì chắc là mình tặng nhiều, người ta có. Và từ từ người ta cũng hiểu quý vị, thấy không? Ôi ôi, ngày xưa là mỗi lần tặng tượng Di Đà là 3-4 điểm. Xong bắt đầu là bố trí cho mấy anh em hàng rào gì, căng ngang đồ, làm đủ cách. Chỉ là đưa phiếu vô, đưa tượng ra, không dám đứng ở ngoài. Đứng ở ngoài sợ bị wow, bị quấu. Ghê lắm, có khi tặng tượng xong mà rách áo hết trơn á. Cái này là nói thật sự luôn đó quý vị. Ngày xưa trên kia nếu ai đã từng biết, kinh lắm. Xong rồi là cây hoa gì gãy nát hết trơn. Tặng đồ mà trong chùa mà thành ra như vậy đó quý vị. Cái này mình cảm thấy rằng thấy cũng đau lòng. Nó đau lòng cho chúng ta không hiểu, nó tệ đoan quá phải không? Nên bây giờ mình đừng có làm cái tệ đoan này, nghe chưa? Thí dụ như những đức nói rằng những đức là người không có phước duyên nè, mà ở trong ngôi Tam Bảo mà có nhiều chúng như vậy mà những đức tu được phước duyên thù thắng nè quý vị. Nên những đức nói rằng là những ngày chủ nhật, ngày lễ mà quý vị đi đến đây cộng tu đó, trời ơi cái phước duyên của quý vị nó phát triển lớn dữ lắm, lớn dữ lắm. Những đức nói mỗi tuần chủ nhật này chỉ cần đi đến đây tỳ hỷ niệm Phật thôi, quan hỷ thôi, nhiêu thôi, thôi là phước duyên nó chồng lớn lắm quý vị ơi. Từ từ rồi quý vị coi nó chuyển cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ quý vị hết luôn, chuyển hết. Bây giờ quý vị tu phước tu duyên là từ con người, chứ bây giờ tu ở đâu? Nên cái người mà được cái duyên ở trong ngôi Tam Bảo gì mà mình đi đến một cái nơi mà không có người nào để mà mình ẩn tu, người này đúng là người này hết phước duyên. Hết phước duyên nó mới thành ra vậy đó quý vị. Thí dụ như một ngôi chùa gì nghe quý vị, mà họ ở đây họ tu nghe quý vị, thì thân bằng quyến thuộc của họ cũng dễ được độ nè. Người không biết tu người ta thích đi đến đây. Tại vì sao? Một là gần gũi, hai là vui vẻ, nên cái sức độ nó mạnh lắm. Còn nếu như một cái nơi mà nó không có duyên đặc biệt, người nhà mình đến là người ta không đến nữa. Và quý vị rất là khó dẫn chòm sớm đi đến những cái nơi như vậy. Thí dụ như giờ những ngôi chùa này, những đức thấy chùa mình mấy trăm người, trời ơi dòng họ chòm sớm ai cũng được cái duyên ở đây. Và đến đây được những đức tặng máy nghe pháp là gì biết tu hết trơn, thì biết rằng là mình tu cái nơi này là duyên phước thù thắng. Thấy không? Như quê những đức á, mỗi lần mà vía Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị, mấy trăm người lên đây đó. Nếu như ngôi chùa này mà nó không tổ chức như vậy, nó không có sự gần gũi có duyên như vậy, người ở đây mà không có duyên thì sao mà quý vị đem cái duyên dòng họ chờm sớm quý vị đi đến đây được? Đâu phải ngôi chùa nào người ta cũng đến đông gì đâu quý vị. Nó phải đúng cái pháp tu, nó phải phù hợp cho người ta, rồi nghe người ta hiểu, rồi người ta được lỡ lạc, rồi người ta mới đến đông gì. Từ nơi đó mà cái người mà thường trụ ở đây nè, phước lớn lắm, phước rất là lớn. Còn nếu như mà tự nhiên họ tu mà họ thối bồ đề tâm, họ đi tìm một cái nơi nào mà không có người gì, hoặc là ít ai tìm đi đến đó, cái này là cái chỗ mà gọi là mình mà không gieo duyên từ ban đầu vào phước thì khó thế nào phát bồ đề tâm được. Con người bồ đề tâm kiên cố là từ ngay duyên và phước. Có phước thì có trụ một nơi để ở, có người ta lo cho mình để tu. Có duyên thì mới tu được phước, có phước thì sanh trí tuệ. Trí tuệ hiểu rồi, hiểu rồi thì tức khắc bồ đề tâm kiên cố. Con người tu mà không bỏ đạo là do gì có trí tuệ? Con người tu mà bỏ đạo là do gì chúng ta không có phước và không có trí tuệ mà bỏ đạo?
Nên cái nơi này gọi là nơi mà quý vị có thể tu duyên và tu phước đặc biệt. Đây là 100%. Nếu người mà đi đến đây mà đi dài 3 năm, quý vị tự kiểm đi, nhân duyên quý vị tự nhiên lớn à. Nhân duyên tự nhiên đặc biệt. Đơn giản thôi, quý vị đi đến đây vài năm á, phần nhiều Phật tử đi về đây ai cũng biết quý vị chứ. Vừa gặp quý vị cái là ta chắp tay A Di Đà Phật là duyên cái gì. Dài 3 năm mình đi đến đây là ai cũng biết mặt mình hết rồi. Tức khắc đó là duyên chứ gì. Duyên này là duyên gì? Duyên với tất cả những người nghe đạo và tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Duyên này là duyên với những chúng sanh tương lai giảng sanh cực lạc. Đúng không? Đó. Nên đứa con nít mà đi đến đây mà dài năm cũng vậy, duyên đứa nít này đặc biệt lắm. Có khi nếu mà nó chưa có tâm quyết nó tu giải thoát luôn, có khi nó đi đến đây nó cộng tu vậy mà sau này tự nhiên nó gặp một anh chàng đi đến đây tu mà anh chàng này đàng hoàng. Cái tần số nó gặp nhau ở đây là những người biết tu mà chưa có cái quyết chí đi tu luôn, hoặc là người ta còn duyên nợ, tự nhiên nó lại gặp nhau ở trong đây là người biết tu gặp người biết tu. Hoặc là tự nhiên mình không có cái công việc làm gì đàng hoàng mà tự nhiên mình đi đến đây mình cộng tu, biết đâu mình gặp một cái ông giám đốc, một ông chủ gì trong đây nè, mà ông vừa thấy mình ông thương, tự nhiên tạo cơ hội cho mình có một công việc làm đàng hoàng. Nó tức khắc tự nhiên nó kết duyên trong đây nè. Không đơn giản đâu. Chợ đông người ở trong đây có những người cũng điều kiện đặc biệt lắm chứ không đơn giản á. À, từ nơi đó mà có những người ta bận đồ lam không bình thường á, tại ta nghe đạo quý vị. Với ngôi chùa của mình hướng dẫn nó gần gũi mà con người tu ai về đây người ta cũng đơn giản lắm. Vì coi cả chúng gì luôn, vì coi có ai mà quý vị nhìn mà nó lè lẹt lẹt bẹt không? Không có đâu. Thấy không? Gọn ghẽ lắm quý vị coi, thấy không? Trời ơi, về đây mà những đứa cào gấu cấu giết giết nó gọn hết trơn luôn á trời. Giết gì đâu mà từ tóc xù mà thành tóc ngay, từ áo dây mà thành áo kính, từ đi lính mà thành đi tu. Từ ngu mà thành trí. Thì coi thấy không, cào gấu cấu giết mà nó tiêu nghiệp hết trơn luôn. Rõ ràng không? Đặc biệt vô cùng luôn à. Thấy rõ ràng luôn. Giết rồi những đứa nhìn, những đứa thấy sao cô nào nó gọn vô cùng vậy đó. Chứ hồi đó mà mới đến những đứa thấy có bà bù xù, có bà đỏ, bà đen, bà trắng, bà vàng, tùm lum tùm lá chứ á. Các vị coi chúng chùa mình thấy rõ ràng không? Quay phim lên các vị coi thấy rõ ràng luôn á. Cái hội chúng nó không có cái chuyện mà đồ đạc lè lẹt kỳ cục, không có khác người, quý vị có thấy không? Phật tử rõ ràng Phật tử luôn. Rồi tóc tai bận đồ rất đơn giản, mặt mày cũng không kem phấn gì nhiều. Rõ ràng chưa? Vì như đứa cào gấu cấu giết mà còn gì nữa. Nó đến một năm thì nó còn lợt lợt, đến hai năm lợt lợt cũng tiêu luôn. Rõ ràng chưa quý vị coi á? Đây là cái chỗ hướng dẫn có lợi ích. Lợi ích đó. Nên á, mỗi một người chúng ta đó phải kết duyên với công chúng đặc biệt. Duyên thù thắng, duyên này là cần phải kết. Nó nên á, quý vị á, về đây những đức chia sẻ gì phải nắm bóng môn tịnh độ này cho chắc. Khi bỏ báo thân này là chỉ có một phương hướng, là con phải về thế giới cực lạc, nghe không? A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng vậy. Nguyện đem con đức này hướng về khẩm tất cả tử và chúng sanh, sanh về thịnh độ.